Vâng, xin được kính chào quý anh chị em và các bạn đến với kênh của Đức Bảy Ô Tô có địa chỉ tại số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hôm nay chúng tôi đang bán nhanh 4 cái mẫu xe thuộc phân khúc D đang có mặt tại showroom chúng tôi cho quý anh chị và các bạn. 4 cái mẫu xe thuộc phân khúc D thuộc 4 hãng xe khác nhau các bạn nhé. Phân khúc D thì các bạn có thể thấy thì ở Việt Nam đang có Toyota Camry, có Honda Accord, có Mazda 6, có Kia Optima. Thì cả 4 cái mẫu xe đấy hiện tại chúng đang có tại showroom chúng tôi. Mẫu xe đầu tiên thì có thể kể đến là Toyota Camry 2.5Q sản xuất năm 2015 form mới. Camry thì có 3 phiên bản, trong đó là có 2.5G, 2.0E và 2.5Q. Ở đây là phiên bản 2.5Q, là phiên bản cao cấp nhất đó các bạn nhé. Cao cấp nhất. Động cơ 2.5, mâm xe 17. Đấy, và được trang bị rất nhiều những tính năng công nghệ. Option, xe đi 6 vạn các bạn nhé. Xe đi 6 vạn rất là mới. Các bạn nhìn chất liệu ghế da này, cực kỳ mới các bạn nhé. Xe hiện tại đang có mặt tại số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội các bạn nhé. Có mặt tại số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đây các bạn nhìn này. Rất đẹp các bạn. Xe này thì mức tiêu thụ nhiên liệu nó cũng khá là hợp lý. Ngoài đô thị là 6,1 lít, trong đô thị là 10,7 lít và được kết hợp là 7,8 lít. Xe này chúng tôi đang chào bán là 825 triệu các bạn nhé. 825 triệu. Đây, ngoài ra thì chúng ta có Honda Accord. Honda Accord thì được cái nhập khẩu các bạn nhé. Xe nhập khẩu Honda Accord các bạn ạ. Đấy, con này thì các bác từ châu Âu về rất thích. Sản xuất năm 2011, động cơ 3.5 nhưng không quá tiết kiệm, không quá tiêu hao nhiên liệu nhiều. Bởi vì xe này thì nó có những cái phát triển rất đặc biệt từ động cơ các bạn ạ. Không phải là những mẫu xe nó quá ăn về nhiên liệu như 3.5Q, Camry 3.5Q ngày xưa. Đấy, con này chúng tôi đang chào bán là 595 triệu các bạn nhé. 595 triệu. Đấy, 595 triệu. Ngoài ra thì chúng tôi có một con Mazda 6 này và một con Kia Optima. Kia Optima của chúng tôi là bản Luxury. Đấy, sản xuất năm 2019 các bạn nhé. Kia Optima. Xe rất đẹp phân khúc D. Nhưng giá của nó thì rất là rẻ. Đấy, giá rất rẻ. Con này sản xuất năm 2019 nhưng mà giá nó chỉ là tương đương với lại, thậm chí là chưa tới so với lại cái dòng xe Camry 2015 các bạn nhé. Đấy, giá không bằng Camry 2015 luôn các bạn. Đây các bạn nhìn. Rất đẹp các bạn nhé. Optima. Giá của nó tức là xe phân khúc D nhưng mà giá chỉ bằng phân khúc C thôi các bạn nhé. Đấy, phân khúc D nhưng giá chỉ bằng phân khúc D, phân khúc C. Giá nó còn rẻ hơn cả Toyota Tip ở thời điểm hiện tại các bạn ạ. Đây, Optima thì đối với lại anh em nào mà trẻ tuổi rất thích đi cái dòng này. Thì Optima ở Hàn Quốc người ta gọi là K5 các bạn nhé. Hàn Quốc có rất nhiều K3, rồi K5, K9. Đấy, con này là K5 các bạn ạ. Kia Optima các bạn nhé, các bạn nhìn rõ không ạ? Xin lỗi các bạn là 220 luôn. Sản xuất Optima 2020 luôn. Nhưng giá thì bây giờ hiện tại là rẻ hơn so với lại Toyota Camry 2015 các bạn nhé. Đấy, Kia Optima 2020 đẹp khủng khiếp các bạn ạ. Đây, công nghệ thì nó là kinh khủng khiếp rồi. Các bạn nhìn này, Kia Optima này, Cruise Control này. Đấy, nhận diện giọng nói này, hệ thống đèn pha tự động này, đi được 2 vạn, nó hơn 2 vạn một chút nhá. Màn hình điều hòa tự động. Đấy, điều hòa tự động rất nhiều vùng đồng lập này. Gạt mưa tự động các bạn nhá. Gạt mưa tự động. Rồi chúng ta có gương chiếu hậu tự động chống chói. Chức năng nhớ vị trí ghế các bạn nhá. Nhớ vị trí ghế, mở cốp điện này, cân bằng điện tử này. Đầy đủ hết. Kia Optima phải nói là rất là hiện đại các bạn nhá. Sản xuất năm 2020 nhưng mà giá thì chỉ tương đương với lại Toyota Camry 2013 các bạn nhé, 2013 thôi. Con này chúng tôi đang chào 769 triệu các bạn nhé, 769 triệu. Đấy, giá chỉ tương đương với Toyota Camry 2.5Q 2014 thì chính xác hơn. Đấy, chứ còn rẻ hơn cả cái con Camry 2.5Q 2015 nữa. Đấy, đây còn đây là con Mazda 6 các bạn nhé. Em này là em Mazda 6, Mazda 6 sản xuất năm 2019. Giá cũng rẻ hơn so với lại Camry 2015.
giá rẻ hơn xe Toyota Camry 2015 các bạn nhé. Anh chị em nào mà có nhu cầu sở hữu dòng xe này thì phải nói rằng là thực chất Mazda 6 các bạn ạ, đi rất sướng các bạn nhé. Đây, con này chúng tôi đang chào bán ở 799 triệu nhé, 2019 Mazda 6 2.0 2019 799 triệu. Anh chị em nào quan tâm thì gọi điện số điện thoại 0939063333, hỗ trợ trả góp lên đến 70%. Chỉ cần chuẩn bị khoảng tầm 200 triệu là có thể sở hữu ngay dòng xe, những dòng xe này rồi. 200 đến 300 triệu là sở hữu những dòng xe này rồi. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn.